quý vị, đến ngày hôm nay thì 6 xã vùng trũng của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vẫn ở trong trạng thái mênh mông nước lũ. Hàng nghìn ngôi nhà vẫn đang bị ngập sâu hơn 1 mét. Người dân cũng đang sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Cách duy nhất vào các xã Đại Phong, An Thủy là ngồi trên những chiếc thuyền tròng trành như thế này. Thấy đoàn cứu trợ, Hậu bất chấp tính mạng chèo thuyền vượt qua dòng nước xiết để nhận những gói mì tôm, chai nước. Và người nha. Thế thì hai bữa nay con ăn gì? Dạ ăn mì tôm. Lấy đâu mì tôm ra ăn? Dạ mua dự trữ trước. Dạ. Bữa nào hôm qua họ về bán ôm mì, người ta đi xả ăn ôm mì. Trong lúc những người bạn cùng trang lứa đang mặc áo đẹp đến trường, thì những đứa trẻ nơi đây đang vật lộn với dòng nước xiết. Dạ, nhà cháu ngập xuống, ngập hết. Đồ đạc của ba cháu trôi hết. Dạ, đây xin mẹ chuẩn mì tôm, để nước uống. Các gia đình phải lên tầng cao trú tránh, điện không có, đường giao thông chia cắt. Người dân chỉ trông chờ vào những thùng hàng cứu trợ từ chính quyền, nhà hảo tâm. Ngày hôm nay thì nước về rất nhanh, lên và ngập hết là hoàn toàn là nhà cửa, ruộng vườn. Là người dân là hoàn toàn là cô lập. Cái khó khăn lớn nhất đó là phương tiện đi lại. Nếu mà thuyền nhỏ thì không thể tiếp cận được, tại vì là sóng rất là to, gió lớn. Đấy, thì anh em ngư dân là ở ngư thủy Bắc là tại vì là dân biển cho nên là có thuyền nó to, nó vượt được sóng cho nên là cũng tiếp cận được với bà con, thì cũng một phần nào là cứu trợ được là phẩm với là nước uống. Đến chiều nay, huyện Lệ Thủy có 3 người chết, 4 nạn nhân bị thương, hơn 19.700 ngôi nhà ngập nước, 600 hecta hoa màu bị hư hỏng với tổng thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, sau cơn bão số 6, có nhiều đoạn đường đã bị ảnh hưởng. Trong đó có đoạn La Sơn Hòa Liên, đoạn qua huyện Hòa Vang đã xuất hiện một số vị trí sạt lở. Trước đó, thì mưa lớn do bão số 6 gây ra nhiều điểm sạt lở trên tuyến cao tốc đoạn qua thành phố Đà Nẵng. Tại km 39 750, sạt lở xảy ra với quy mô lớn khi phần ta luy dương được gia cố bằng bê tông bị mưa bão làm vỡ nát, tạo thành một hàm ếch lớn. Đất đá ngấm nước trên đồi đã bị đổ sập xuống sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nếu mưa kéo dài. Nhiều vị trí khác trên cao tốc cũng ghi nhận tình trạng sạt lở đất đá, biển báo giao thông bị hư hỏng. Mưa lớn những ngày qua cũng đã tạo ra các dòng chảy từ trên đồi xuống, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm để người dân điều khiển phương tiện chú ý quan sát và sẵn sàng các phương án khắc phục. Tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về tình hình mưa lũ tại Quảng Bình. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Đoàn Nguyên đang có mặt tại huyện Lệ Thủy. Vâng, xin mời anh Đoàn Nguyên ạ. Vâng, xin chào chị Hương Quỳnh, xin chào quý vị khán giả. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Hai hôm nay, tỉnh Quảng Bình đã huy động tổng lực để thực hiện nhiệm vụ xuống các địa bàn xung yếu để cứu trợ cho bà con nhân dân. Đứng bên cạnh tôi đây là đồng chí Phạm Văn Hoạt, bí thư huyện đoàn Lệ Thủy. Xin đồng chí cho biết thì hai hôm nay đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Hai hôm nay với là cái mức nước lên rất là nhanh, rất là cao. Thì dưới sự chỉ đạo của ban phòng chống lụt bão của huyện, thì ban thường vụ huyện đoàn đã điều động lực lượng đoàn viên thanh niên cùng phối hợp để hỗ trợ bà con vùng lũ. Vâng, thì được biết thì rất nhiều các đồng chí đều có gia đình ở vùng rốn lũ này, thậm chí bị ngập sâu. Thì đồng chí có thể cho biết là mọi người đã sắp xếp công việc gia đình như thế nào để đảm bảo việc thực thi nhiệm vụ? Không những cá nhân của tôi và còn các đồng chí đoàn viên thanh niên của tôi nữa, là khi mà lụt lên rất cao thì chúng tôi cố gắng sắp xếp trong cái công việc gia đình. Rồi xong sau đó là chúng tôi đến để hỗ trợ kịp thời cho bà con, có thể nói là những cái chai nước, những cái ổ bánh mì trong cái giai đoạn này, để là đến để hỗ trợ bà con cố gắng để vượt qua trong cái giai đoạn lũ rất là cao này. Vâng, thưa đồng chí, thì phương án sắp tới là gì? Xác định được cái khó khăn là tức là những cái làng, những thôn ở rất là sâu và xa, sóng rất là cao, thì là đo thuyền tiếp cận rất là khó. Nên là cái thời gian sắp tới sau khi nước lũ rút thì đoàn của chúng tôi sẽ là đến trực tiếp đến
trực tiếp bà con để cùng hỗ trợ kịp thời để bà con khỏi đói, khỏi rét ở trong cái giai đoạn này. Và thời gian sắp tới nữa thì Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ kết nối một số lực lượng đoàn viên thanh niên của các cơ sở bản đến để phụ giúp một số trường học, những số cơ quan đơn vị để dọn dẹp sau khi lũ, và cũng thành lập câu lạc bộ sửa chữa các cái điện tử, điện máy cũng như xe máy để hỗ trợ bà con người dân trong cái thời gian sắp tới ạ. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị khoảng 1 tỷ đồng. Đây là con số không lớn so với các mùa lũ lúc trước đó. Có được kết quả này là nhờ làm tốt công tác chủ động phòng tránh, đặc biệt là mỗi một giáo viên, mỗi trường học đều đã có những kỹ năng riêng trong việc đối phó với mưa bão. Công tác khắc phục cũng được triển khai nhanh chóng để đưa trẻ đến trường. Đưa đồ lên, hạ đồ xuống là hình ảnh thường thấy đối với các cái giáo viên ở vùng trũng thường bị ngập lũ tại tỉnh Quảng Trị. Đây được xem là một cái kỹ năng mà cả cái giáo viên phải có để đối phó với mưa bão. Cứ đến mùa mưa lũ, điểm trường Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lại bị ngập lũ. Nhẹ thì nước ngập đến sân, nặng thì lũ ngập vào tận phòng học gần 2 mét. Lũ giết thành quen nên cô thầy ở đây luôn chủ động được cách phòng tránh. Cho học sinh nghỉ học sớm, huy động tất cả lực lượng từ chồng, con, phụ huynh hỗ trợ đưa tất cả vật dụng, trang thiết bị, đồ dạy học chất lên cao như thế này. Chúng tôi đang tạm thời kê dọn ở trên cao, chưa thể đưa xuống được vì những ngày sắp tới có thể là mưa lụt tiếp theo, vì tình hình mưa vẫn còn đang diễn biến phức tạp, cho nên là chúng tôi vẫn để ở trên cao, chưa thể hạ xuống được. Phòng chống với lũ cho nên các giáo viên đều có các cái kỹ năng phòng chống lũ rất là tốt. Và chúng tôi đã lấy cái mức nước năm 2020 và chúng tôi đồ dùng là phải kê lên thật cao hơn 1m8. Vì vậy cho nên công tác phòng chống bão lụt của chúng tôi cũng tương đối tốt, cho nên thiệt hại về cái cơ sở vật chất đồ dùng của cháu là giảm rất là đáng kể. Lũ năm nay không lớn, song lũ đã gây ngập, cô lập rất nhiều thôn bản như điểm trường từ miền núi cho đến đồng bằng. Đặc biệt tại huyện Vĩnh Linh, lũ gây ngập đường đi, nhiều trường học ngập từ 50cm cho đến gần 1m. Học sinh toàn huyện này buộc phải nghỉ học chờ nước rút. Hiện toàn ngành giáo dục đã huy động các lực lượng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trường học làm tốt cái công tác vệ sinh trường lớp học, và đặc biệt là phối hợp với các lực lượng chức năng, các cái đơn vị bộ đội, công an, chính quyền địa phương để cùng hỗ trợ cho cái công tác đảm bảo cái an toàn nhất, thì khi đó mới cho học sinh đến lớp. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, ngay ngày đầu, Quảng Trị đã có trên 30.000 học sinh phải nghỉ học, và cho đến chiều ngày hôm nay, Quảng Trị vẫn còn trên 15.000 học sinh của các cấp vẫn nghỉ học chờ lũ rút mới có thể trở lại trường trong vài ngày tới. Thưa quý vị, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 360 viên kim cương tại cửa khẩu sân bay. Cụ thể, vào tối ngày 25 tháng 10, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng với đội kiểm soát hải quan, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Công an quận Tân Bình phát hiện ông DAK, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Hồng Kông, Trung Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra hành lý của ông DAK thì cơ quan chức năng đã phát hiện 15 gói ni lông, ở trong đó có chứa 362 viên kim cương được cất giấu tinh vi dưới đáy của hai hộp kẹo. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.